đã quay lại với cái kênh của Kiểm Ca nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng. Hôm nay thì ở quê mình, ông anh mình đang đi dở trà dưới sông. Xin ông anh đi theo coi cá nhiều không, để quay chia sẻ cho cả nhà nha. Mời cả nhà dở trà với mình nha. Đang gạn cá mọi người ơi. Cá nhiều quá. Cá nhiều. Cái này cá phá nổ luôn à. Cá bắt trước hả? Ừ. Đang kéo lưới bắt cá trước. Bên đây thì chủ giùm luôn ông anh mình. Ok, đưa màu cá. Đó, cá mì dinh. Rồi, vậy cắn con. Ồ, cắn con luôn. Quá trời nhiều cá luôn mọi người ơi. Đó. Về miền Tây là ăn cá đã luôn. No đây luôn. Về miền Tây quê hương. Miền Tây quê hương mình là cá no đây luôn. Ai có dịp mà ham cá thì về miền Tây nha. À, về miền Tây quê hương rồi đó. Đó, ok luôn cá. Đủ thứ cá được đậu luôn. Quá nhiều luôn ơi. Tuyệt vời luôn ơi. Đủ thứ cá cho. Này con cá gì ta? Cái này là con cá cóc nè, lâu lắm mới gặp nè, thấy không? Cá cóc xưa mới ra, bây giờ lâu lắm mới gặp nè. Đó, cá cóc nè. Gọi được mổ không? Cóc, 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 cóc. Anh Vũ dồn lại bỏ vô trong máy anh. Trời, cá nữa hả? Đó, quá trời nhiều luôn rồi. Bỏ anh Sang ơi. Cá nữa gì Sang? Cá ông anh kế bên nhà ông dở trà. Đi theo ông dở ké. Ké thao có tư. Rồi đem thao lại. Quen cá trà luôn. Ồ, cá trà đã chưa? Cá trà này là cũng có 2 kg á. Cá trà xong 2 kg luôn. Ừ. Rồi cá đó mà nhúng giấm thứ gì chưa nổi không? Ừ, cá này chiều về nhúng giấm nhậu là ngon luôn. Đây nè, có đây có mấy con cá lăng nè. Cá lăng con nào mà mập như con heo luôn nè. Yeah. Quá trời luôn rồi. Cá người Tây quê hương. Gà ăn vậy đó. Chút cáo à, chút vô nấm nữa nè. Vô nấm còn giữ nữa. Vô nấm giữ thêm nữa anh. Ừ. Có lửa không? Không, đổ hết rồi. Đây một phao cá đây. Phao cá này ăn cả tháng luôn. Thao cá miền Tây quê hương nha em ơi. Ừ, miền Tây nha mọi người, miền Tây cá tôm thoải mái nha. Ở đây là cá thôi. Quá cá luôn. Đây có con cá mì dinh con này để mình chơi tổng. Đây con cá cha nè. Bỏ đứng đi. Thẩm thành lên đây nè. Đã không? Tuyệt vời. Cá cha xong. Đây quá đẹp luôn, cá cha nhìn ngon luôn, nhìn thèm luôn. Để xuống cho nó sống để cầm lên mà nó chết. Nóng trà nhiều nhánh không anh Tư? Nhiều nhánh? 50 nhánh này. 50 nhánh là nhiều vậy hả? Ồ, cái rúng này ha, chỗ này nước sâu nè. Con cá này mê luôn coi nè. Nhìn mấy cá ông Tông nè. Cá ông Tông trà bá luôn. Cái nước chắc còn còn đó. Cái này vô 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 c
thích quá, cá quá trời cá luôn. Cá miền Tây quê hương mà. À. Đứng đó đi cho nó cạn. Đang lặn mò cá nha. Đó, lặn quá lâu ha, hơi dài quá dài luôn rồi. Cái hơi cũng dài dữ. Lên không được cá luôn. Đó, lặn nữa. Bước một anh đi. Lặn hơi, ông lặn hơi dài quá dài luôn. Cầu ô tổng lặn nha, hai con cá lăn luôn. Quá quá trời cá luôn rồi. Đủ cái vô vào nè, lụm vô. Lụm vô, lụm vô. Cá chạch nè. Con tôi đụng không à. Quá cá rồi mấy năm luôn. Vô. Cá quá trời cá. Cá lăn nè. Ai mà mò ai vẫn đủ đi. Ngó rồi có ai vũ suốt đâu mà giặt đâu mà cho nó mau được. Ngó cá lăng nè. Dũ ơi, Dũ ơi. Cá lăng mạnh mạnh thôi. Lên trắng còn nữa kìa. Đó, cá chốt nè, cá chốt gáy nè. Cá chốt nè, cá chốt gáy nè. Dữ dằn chưa? Cái này. Nè, cá lăng nè. Đây con cá chàng bầu, thấy không, cá chàng bầu dữ dằn chưa. Lưới này dễ dính á, dính cái gai nó vô. Cái này mình chắc bao mau anh Tư? Nguyên tháng, mà đi 2 tháng dở chừng. Tháng 2 tháng là mình dở hả? Trong cá, hết biết cá luôn. Giờ miền Tây là khỏi lo vụ cá mắm đi. Cá ăn hết là uống luôn. Mắm luôn là mắm luôn. Đậu vô. Giờ này nhiều hơn giờ cấm mừng giờ nãy luôn. Đó, cá lăng. Nó. Đây, đây. Quá trời nhiều luôn. Lấy cái thao lại. Cái thao không ra tôi. Cái thao sang ơi. Thấy sao vậy? Quá trời nhiều luôn rồi. Đó ở đây. Cá này làm gì ăn gì quá trời ngon luôn, muốn làm gì vậy nè. Đó ai có thèm cá không? Có ai về mê cá về miền Tây dễ trà nha. Ừ. Giờ miền Tây quê hơn á. Ghiền luôn á. Có con cá chê kìa. Chê bự không? Bự cũng vừa vừa. Bay lên xuồng nè, beo. Chê cũng dạ hả? Đó. Nói giặt là được nhiêu đó rồi đổ vô kêu trong cái. Làm lên đổ cá nè. Đổ cá vô. Đổi tổng đi. Đây rồi, đổi cho. À. Đó. Một thao luôn. Bưng không nổi luôn. Tưng quá trời nặng luôn. Một thao luôn. Cái thao hơi nhiều, hơi bị nhỏ luôn. Mở rộng ra để vô luôn. Cái thao hơi bị nhỏ luôn đây. Nhìn thao đi. Ai mà không mê mới lị á. Đây. Cái thao đây. Cái thao. Thôi ô. Cá lăng. Cá lăng con nào cũng thấy biết nói chuyện luôn. Ồ. À đã quá. Mê quá.
để có oxy để lặn cho nó thoải mái nha mọi người. Đó anh đang mang cho nó lặn vô đó. Còn này anh ngậm trực tiếp luôn. Nó còn có tôm luôn. Tôm quá trời luôn rồi. Có tôm luôn nha. Thấy luôn tôm luôn rồi. Cây để mình giờ lưới vô trong này mình gặn cá lên cho bắt được nhiều cá nha mọi người. Cái máy đó là chạy có oxy. Anh này anh ngậm trực tiếp cái thao đây nè anh ơi. Cái thao quá trời thao luôn rồi, cái lăng này hơi nhỏ nghe, trứng bị nhiều à. Có ai thèm cái lăng nóng chưa không? Nè tôm nè. Được mấy con tôm? 3 con tôm nè ha. 5-6 cái lăng này, chút xíu hôm kia đang ngồi lên nữa. Con cá chèn bầu, tại vì cái bụng nó to là rồi cá chèn bầu đây. Bây giờ cá này cũng hiếm lắm nè. Hiếm thấy lắm. Măng này luôn. Dạ. Thăng lớn vô hả anh? Ừ. Ok. Thăng vô vậy hả? Bầu trứng luôn. Nhìn thấy đẹp không mọi người? Cái lăng này chắc nó có chua ăn thứ gì chịu nổi. Đây. Nhìn là thấy ghiền rồi. Một thao nè. Thao luôn. Đó, ai có ai nhìn trở về miền Tây không?
Ai mà nhớ về miền Tây giờ dở trà với mình nha. Xin mong anh mình đi dở trà theo. Mấy anh đang giảng trà tích cực nha mọi người. Giảng trà là kéo lại cứu chót luôn á. Kéo cá này cứu chót luôn cuối cùng luôn nè. Giảng vô chờ trộn vô đây là bắt luôn. Xúc một lần nữa là cuối cùng luôn. Mà gặn cuối cùng nha mọi người, hai cái dìm lưới này để gáp lại với nhau để gặn cái cuối cùng để bắt cá lên coi đi, cá dưới này còn nhiều bao nhiêu nha. Cá chút gáy bắt luôn à. Ồ, cá lăn ở xíu luôn nè, anh có chỗ để vô đang để cái thào rồi chụp lên trước đi. Xăng lên thịt lưới lên chút xíu đi cho nó quá trời nhiều rồi. Ồ, hết sức luôn mọi người ơi, quá trời cá luôn rồi. Nó. Nào, giờ coi nè. Mình dễ nào. Đó. Cá quá cá luôn rồi. Hút cá. Cá mì dinh. Miếng bánh. Miếng bánh. Miếng bánh đây. Nó đang vớt rác ra. Cái chơi. Nó vô thao đi. Bỏ đâu. Dính lưới. Đang vớt rác ra đang mình lấy cá nha mọi người. Hello. Cá nhiều quá. Ở bên bên chút nè. Đó, đây con cá này là cá câu biển nha mọi người. Cá câu biển nè. Đánh luôn bà cạn được á, chúng ta không nó chịu, nó chịu dưới đất dưới đó, chịu đất dưới rồi cái nó bậu lên mình hút được. Quá nhiều cá luôn. Ồ ôi kìa, quá thứ luôn. Thứ gì vừa nãy có con cái góc bự luôn. Chỗ mà cái mấy ông thẳng dễ chạy ngàn thẳng vừa đầu á. Đó. Trâu cây tre thì trời. Ê, lậu rất thì tôi không bự. Bỏ tận ngay cái cấm nhẹ. Đó. Đây đây. Cá rô phi. Hết hồn cá rô phi nè. Đây cá rô phi. Ôi có con mấy lầu nữa, quá trời bánh đất rồi. Hút cá cao mới được. Anh Tư chắc mấy đống anh Tư? Hai đống rồi. Cậu Tư, cậu Tư, mấy hụn dắt dụng cái tre cậu Tư. Đại đi đi. Để quần quẹ trong khúc kia sao mà mấy. Dớt cho tao cấm cái tre tao. Ông nậu ở cây không có cây giống tre không? Cắm ở đây. Ồ, con cá chép. Tôm. Tôm để riêng đi, thấy của con hành mới đi. Bây giờ ông bỏ trời sang đạp đó, ông thẳng cổng cá nè. À, ông đạp đi được không? À, mày cầm này. Đạp mới đến. Đạp để chút ông ngủ mắm vậy. Mấy bả này dục ngang qua đây luôn ha. Cái dỗ
tôm nằm trong mùa trong ấy. Tôm. Tôm nhiều quá ha, để chào tôm nhiều quá nhiều. Dưới đó. Đây là bên này. Đó là tôm nè, con tôm nhóc chưa? Quá trời tôm rồi. Tôm này sao cục cái đuôi. Chị Tư nãy mới có nhà không? Phụ lựa cá anh Tư. Con miếng cá. Con miếng nó nhỏ hả? Okay, cho em kiếm con bỏ đây ha. Đang gỡ rác lên ha. Đó. Quá trời tình luôn. Này có con mà. Chạy ra đắng đi lợi. Đậu ở đằng quán đằng á. Ở nhà tôi biết không? Lỡ dài đằng nhà nào nhà thẳng thì ghé vô. Con nhà nào không thấy nhà thẳng thì chạy tiếp. Rồi quay tới rồi luôn. Quay tới quay lui cũng tới nhà của tôi thẳng là khác là một bớt có tôm nè tôm nào rồi quá nhiều ồ tôm nhiều chết tôm nhiều quá anh ta tôm con tôm nhiều vừa 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 thắt nước bỏ đi rồi thắt đi bỏ đi chết cái này lên gác. Ồ, cá chép nè. Cá chép dạng ao thấy cưng không? Nhìn cá chép mới mê không? Dạng ao luôn. Bỏ vô trong cái thì để nó chết. Lấy ra đi, lấy cái này ra, bỏ được cái này đi. Cá cha luôn nè. Cá nhỏ luôn đó. Đây cá cóc nè, cóc nhỏ nè. Bắt gì? Đây nó gì nó đây, quậy. Đây cá này cá mồ hôi nè. Không phải cá ép. Lộn. Lộn cá mồ hôi thì cá mồ hôi mày hôi nó có chấm này. Cái này cá ép. Cá cha luôn nè. Đây cá lăng luôn nè. Giống giò. Giò kiến không? Lên kiến rồi. Quả chạy cỡ này. Sao quá. Cái cá gì cái gì cái này cá cóc nè. Vậy ấy mà quay lại là mình lượm tiếp qua thằng cá mau thằng. Đây, tổ con bự hết hồng. Cá hát lá cơm. Đây. Cá hát lá cơm nè. Có ba nút nè, ba bốn nút nè. Cá bay nút luôn á. Thấy không? Dữ dằn chưa? Cái này làm chả là hết. Hết trái luôn. Hết giá rồi chưa? Rồi chỗ này quả đi. Ồ, quả thứ luôn. Lát mà vô đây ta căng cá luôn hả? Mấy ta vô đó. Ta căng tổng cộng luôn ha. Rồi, giá sọc qua. Cái bóng bằng ông rồi nhé.
cái kiểu mặt có tư đó. Bớt nhiều cân nhẹ. Cái giò hơi nhỏ. Cái nhỏ xíu mà cái này dở là ngồi biến ha anh. Hai cử. Hai cử luôn gì đó anh. Có bàn tay mình rướp miếng rồi để chết làm cá miếng cho. Đúng rồi ở đây nè. Ở đây em đi. Cho em lượm ba lát nè. Đây này đổ bỏ nó vớt nước đi. Nước không thấy cá. Giờ mấy cá tự nhiên này hiếm lắm. Ít gặp. Cái làm bự luôn nè. Đó. Bự luôn đó. Bỏ thao chưa? Con thao mình bỏ đó đi. Còn con thao bự luôn đó. Quá, bự. Đang lắc này, đủ. Gì? Cái lắc rồi. Cái lắc. Thao rồi chưa? Rồi. Rồi đổ lẹ đi. Mình lùm mấy cái chốt. Cái bàn tay không lựa chụp gì vậy? Ê! Vậy chúng ta ôm cái bắt cái lợm đó. Trên chết không mà cắm nhỏ nổ. Trên chết. Sơ mà cũng giúp bỏ. Lúc này giàu quá. Giàu. Tôm không cần lấy đó. Bắt cá nãy giờ mà mắc thì tôm không cần lấy. Mình báo của tôi tại. Rồi bỏ đi. Rồi cho những cái nhỏ bỏ. Tan. Không lụm mấy con tôm với mấy cái này là vô uống rồi. Nhóc trên này còn cá chè rồi lụm chưa. Mày muốn bỏ rồi bỏ rồi cao cạn. Lụm đi nhiều lắm. Ủa không nỉ, nỉ mắt thương hình. Cho cá kiến thì kia không cho ha. Ừ. Khỏi cho đi. Cho nó trở về với thiên nhiên. Nó sống đi. Trở về với mẹ nó. Gì? Go. Ừ, bắt ở ngoài nữa mình nướng nhậu. Biết có nhậu nữa hả? Hả? Đó. Đổ vô, nguyên sọt luôn. Cánh nó đó sạch đó. Cánh hồ chưa rộng. Cái sọt rồi ra đây.
băng cá này vô mà xả sạch nè. Sáng giờ mấy tiếng hồi anh đi. Đã lên luôn. Rồi, vô hết luôn rồi. Mình lựa nãy giờ cũng tích cực rồi, mọi người ơi. Cũng sắp xong đón trà, mình lựa chút xíu nữa. Mình mang cá về nhà mình bán chút xíu, mang cá bán quay chia sẻ tiếp. Tạm thời kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh của mình. Đừng quên like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye cả nhà nha. Ai về miền Tây dở trà thì về với mình nha.